Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2014, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng. Khi đó, chiếc xe máy mang biển số 37K4-6607 đang đi trên đường theo hướng từ Bắc vào Nam, thì bị ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-12489 đi cùng chiều, tông từ phía sau. Chiếc xe máy này do anh Cao Bá Tráng, 30 tuổi, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển, chở vợ 36 tuổi và con trai 2 tuổi. Cú đâm mạnh khiến anh Tráng và cháu bé bị xe chèn qua người, chết tại chỗ. Người vợ được dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã chết ngay sau đó. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để giải tỏa ách tắc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.